Một mẫu xe với màu ngoại thất cực đẹp nhà Hyundai. Xin chào quý anh chị đến với Trung Thực Auto xe gầm cao và em là Sơn Tuấn. Mẫu xe ngày hôm nay em muốn giới thiệu với anh chị là một mẫu Hyundai Santa Fe. Mẫu xe sử dụng động cơ dầu 2.2 với hệ dẫn động hatchback chứ danh của Hyundai và hộp số tự động, thuộc phiên bản Premium, phiên bản cao cấp nhất anh chị nhé. Xe sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2020, mang biển tỉnh 34 Hải Dương, chạy được 3 vạn km với ngoại thất màu đỏ mận cực đẹp và nội thất màu nâu và với cấu hình 7 chỗ. Và mức giá cụ thể của mẫu xe này sẽ được Trung Thực Auto công khai chi tiết ở phần cuối của video. Và ngay sau đây thì em xin mời anh chị chúng ta cùng đánh giá tổng thể về nội ngoại thất của mẫu xe này. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đánh giá phần ngoại thất ạ. Đầu tiên là phần đầu xe. Quan sát ở phần đầu xe thì chúng ta có thể thấy đây là cái form dáng thiết kế rất đẹp của Hyundai Santa Fe. Chúng ta sẽ có hệ thống đèn định vị và đèn chiếu sáng được chia làm hai khoang tách rời nhau. Và phần đèn chiếu sáng full LED anh chị có thể nhìn thấy vẫn rất trong đúng không ạ? Chi tiết an toàn nguyên bản được trang bị cho Hyundai Santa Fe bản cao cấp thế hệ này, chúng ta sẽ có hệ thống là 4 cảm biến trước này kết hợp với 4 cảm biến sau trong hệ thống là cảm biến xung quanh xe. Và ở thế hệ này thì chúng ta sẽ chưa có phần radar và cam 360 anh chị nhé. Tiếp theo đến thì chúng ta sẽ đến với phần ngang hông xe để chúng ta có thể so sánh được màu sơn và độ bóng tổng thể giữa các chi tiết ngoại thất trên xe vẫn rất đồng đều đúng không ạ? Các đường gân dập nổi trên thân xe anh chị này. Và cái màu này của Hyundai Santa Fe khi ánh nắng chiếu vào chúng ta có thể thấy bề mặt sơn có những cái lớp nhũ này. Đấy, óng ánh cực kỳ đẹp mắt anh chị ạ. Đó. Và gương của Hyundai Santa Fe phiên bản cao cấp nhất này, chúng ta sẽ có hệ thống cảnh báo điểm mù ở trên gương anh chị nhé. Gương thì chắc chắn sẽ có chỉnh điện, gập điện rồi và tích hợp xi nhan báo rẽ trên gương. Và chúng ta sẽ đến với phần đuôi xe. Phần đuôi xe của Hyundai Santa Fe thế hệ này chúng ta sẽ có cái phần đèn được làm dạng 3D này, cực kỳ đẹp mắt khi đi vào ban đêm. Đấy, khi anh chị nhìn cái phần đèn này chúng ta có thể nhận ra đây ngay là một chiếc Hyundai Santa Fe anh chị ạ. Phiên bản 2.2 diesel, hệ dẫn động chứ danh hatchback và phiên bản cao cấp nhất anh chị nhé. Nước sơn vẫn còn rất là tươi và đồng đều toàn xe. Chi tiết như phần cản sau, phần đèn hay phần cánh gió thì chúng ta đều có những chi tiết là nguyên bản theo xe. Phần chi tiết an toàn nguyên bản chúng ta sẽ vẫn có 4 cảm biến này, cam sau và chắc chắn chiếc xe sẽ được trang bị là cốp điện đấy chị ạ. Đó, cốp mở lên rất là nhẹ nhàng. Và đây là không gian chứa đồ và bác chủ cũ đã trang bị một cái phần thảm trải sàn cũng như là thảm trải không gian chứa đồ màu nâu da bò anh chị này. Đó, rất là sang trọng, giúp chúng ta có thể bảo vệ cái phần sàn xe và cũng giúp cho anh chị dễ dàng vệ sinh về không gian nội thất. Và với mỗi chiếc xe tại Trung Thực Auto thì đều được dán tem bảo hành để bảo hành cái sản phẩm của mình bán ra đấy ạ. Từng chi tiết nhỏ nhất anh chị nhé. Và ngay sau đây thì em xin mời anh chị chúng ta sẽ đến với không gian nội thất của mẫu xe này. Và đây là không gian nội thất của Hyundai Santa Fe, một mẫu xe thuộc phiên bản cao cấp nhất anh chị ạ. Và ở phiên bản cao cấp nhất của thế hệ này chúng ta sẽ được trang bị cái phần nội thất là phần da Nappa được phối hai tông màu nâu và đen, giúp tạo cái sự sang trọng cho mẫu xe này. Và với một động cơ dầu của Hyundai Santa Fe thì được Hyundai tối ưu, giảm rất tốt cái phần mùi hôi cũng như là tiếng ồn. Đây là hai cái nhược điểm cố hữu của động cơ dầu anh chị ạ. Nhưng mà dường như em đang mở cửa nhưng mà cái tiếng ồn từ động cơ vọng vào khoang cabin thì rất là ít anh chị ạ. Đấy, và phiên bản cao cấp nhất này thì chúng ta sẽ có một số các trang bị như là phần hắt kính lái HUD anh chị này. Đấy, phần làm mát này, làm ấm cho hàng ghế trước này, làm ấm vô lăng, rất nhiều tính năng tiện nghi, cửa trời toàn cảnh panorama anh chị này. Rồi ạ, đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với phần vô lăng đi. Vô lăng đã được bác chủ cũ bọc cái phần vô lăng rồi, rất cẩn thận đúng không ạ? Phần chi tiết nút bấm vẫn rất mới chị này. Đấy, phần nút còi bấm anh chị này, anh chị thì có thể quan sát trực tiếp qua video luôn. Đó, chúng ta sẽ quan sát tiếp cái phần audio được không ạ? 30.141 km. Đó, và chúng ta sẽ có các chế độ lái được hiển thị các màu khác nhau: Comfort, Eco, Sport và Smart. Đấy, các thiết bị điện trên xe đều hoạt động trơn tru và bình thường anh chị nhé. Đấy, ghế chúng ta sẽ có nhớ ghế này, chỉnh điện này, rất nhiều tính năng an toàn, phanh tay điện tử Auto Hold. Với một mẫu xe thuộc phiên bản cao cấp nhất này thì cái trang bị tiện nghi và an toàn thì gần như là cao nhất rồi anh chị ạ. Đó. Và với một chiếc xe lăn bánh là 3 vạn km thì ở phần má ghế thì em đã thấy xuất hiện một số các vết nhăn nhẹ rồi. Điều này hết sức bình thường anh chị nhé. Nhăn rất là ít thôi. Đấy, và chiếc xe cũng đã được bác chủ cũ trang bị phần thảm trải sàn, giúp anh chị có thể dễ dàng vệ sinh về không gian nội thất của xe. Đấy, và phiên bản 2020 này thì chúng ta sẽ chưa được trang bị hệ thống loa là loa hàng hiệu như trên các phiên bản cao cấp của 2022. Loa thì vẫn là loa thường anh chị nhé, nhưng nghe cũng khá là hay rồi. Đó. Và ngay sau đây thì em xin mời anh chị chúng ta sẽ cùng tổng kết thông tin và mức giá của mẫu xe này ạ. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu sơ bộ với anh chị về nội ngoại thất của một mẫu Hyundai Santa Fe. Mẫu xe sử dụng động cơ dầu 2.2 với hệ dẫn động hatchback chứ danh của Hyundai và hộp số tự động. Xe thì sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2020, mang biển tỉnh 34 Hải Dương, quê hương của bánh đậu xanh ạ.
Ba chiếc xe lăn bánh là 3 vạn km và được lắp ráp tại Việt Nam với ngoại thất cực đẹp màu đỏ mận. Chiếc xe này thì đang được Trung Thường Auto định giá trong mức giá là 939 triệu đồng. Và tại Trung Thường Auto thì vẫn còn rất nhiều những mẫu xe gầm cao khác đã qua sử dụng. Vậy anh chị đang quan tâm và tìm kiếm cho mình một mẫu xe gầm cao, sản xuất năm nào, phiên bản nào thì anh chị hãy đừng ngần ngại, nhấc máy lên và gọi điện đến số điện thoại hotline của Trung Thường Auto đã được ghi ở phần dưới màn hình 0975 79 và Tuki 2 để các bạn tư vấn bán hàng có thể gửi cho anh chị thông tin cũng như là hình ảnh cụ thể của mẫu xe anh chị đang quan tâm ạ. Và em cảm ơn anh chị đã xem đến hết video và hẹn gặp lại anh chị ở những video báo giá tiếp theo.